Em bình tĩnh chưa? Em bình tĩnh, em bình tĩnh lắm rồi. Em phải hết sức bình tĩnh, đây là cuộc thi nhé. Bắt đầu được chưa? Câu hỏi đầu tiên của cuộc thi vấn đáp hôm nay, em phải cho thầy biết là cái tầm ảnh hưởng của vị tướng Trần Hưng Đạo đối với lịch sử Việt Nam như thế nào? Và tầm ảnh hưởng và tầm ảnh hưởng của tướng Trần và em biết không? Dạ biết chứ, dạ em biết chứ, em biết. Dạ. Dạ, em dạ. Bình tĩnh trả lời. Dạ. Sao hết em phải bình tĩnh. Dạ tầm ảnh hưởng. Tầm ảnh hưởng của vị tướng Trần Đạo không thầy? Đúng rồi. Dạ. Tầm ảnh hưởng là chắc chắn của Trần Đạo không thầy? Dạ. Dạ dạ. Dạ tầm ảnh hưởng của vị tướng Trần Đạo. Trước tiên em trả lời câu hỏi này, em nghĩ là vị tướng Trần Đạo là một cái vị tướng danh nhân của lịch sử. Đúng. Dạ, mình nhất là lịch sử của Việt Nam mình nữa. Đúng. À, tất cả chúng ta đều là người Việt Nam phải không thầy? Đúng. Dạ em nghĩ là trước khi trả lời câu hỏi này, em nghĩ là tất cả chúng ta nên dành một phút mặc niệm cho vị tướng Trần Đạo. Dạ em mời một phút. Dạ, nếu mà ai không đứng lên là coi như không tôn trọng tướng Trần Đạo đó. Dạ. Một phút bắt đầu. Em nghĩ thầy cô nên nhìn thẳng thì tốt hơn. Dạ nhìn thẳng. Một phút mà niệm đã hết. Rồi em trả lời đi. Dạ. Trở về câu hỏi. Dạ, dạ em nghĩ là tướng Trần Đạo không thầy? Thầy hỏi vị tướng Trần Đạo không thầy? Thầy hỏi rồi. Dạ. Dạ cái tầm ảnh hưởng của tướng Trần Đạo là em nghĩ là tướng Trần Đạo là người Việt Nam. Em nói rồi. Dạ dạ em nghĩ là mình cũng là người Việt Nam. Cái này em nói rồi. Dạ dạ thì mình nên mặc niệm 2 phút ứng tốt hơn. Đúng. Em nín đi. Đổi câu hỏi khác cho em đó đi anh. Dạ. Đây là câu hỏi cuối cùng đó. Câu hỏi cuối cùng phải bình tĩnh nha. Dạ em bình tĩnh. Tầm ảnh hưởng của Nam Bồ Đề Ông đối với lịch sử nước Pháp như thế nào? Em biết không? Dạ biết chứ, em biết chứ. Em trả lời đi. Dạ, dạ thưa thầy, thưa cô. Dạ, hôm nay đẹp trời quá thầy cô ha. Em trả lời, theo câu hỏi đi. À câu hỏi, dạ em đang trả lời này thầy. À, thầy cô thân mến, dạ kính thưa thầy cô. À, em xin trả lời câu hỏi của thầy cô. Tầm ảnh hưởng của Napoleon đối với lịch sử nước Pháp. Sao? Dạ em nghĩ là Napoleon là một vị danh nhân mà của cả thế giới, nên mình nên mặc niệm 5 phút trước khi mình trả lời. Dạ ai mà không đứng lên là như là không có tôn trọng lắm. Em nín đi. Vậy là quá rồi, hiểu rồi đúng không? Thôi được rồi. Anh thầy, thầy nên cho em nó một cơ hội cuối cùng. Dạ. Nãy cô xin cơ hội rồi mà. Một cái thôi, xin lỗi lại đi. Một lần nữa phải không? Một lần nữa. Đi. Một lần nữa phải không? Một lần nữa thôi đây. Đây là cơ hội cuối cùng của em. Dạ, dạ, dạ. Em bình tĩnh và suy nghĩ nha. Dạ, dạ, ok, chắc chắn. Em hãy cho thầy biết, nhân vật nổi tiếng đó là Mickey. À, em biết, dạ. Về định hỏi tầm ảnh hưởng của Mickey đối với lịch sử của một cái nước nào đó không thầy, em biết rồi. Nhưng mà ý là em nói là dù gì đi nữa thì Mickey nó cũng là một sorry thầy, dạ không phải, rồi em nghĩ là Mickey là một danh nhân của một nước nào đó em biết, nhưng mà em có lẽ em quên cái nước đó, nhưng mà trước đó là mình nên mặc niệm khoảng 10 phút. Em đứng đi. Mickey là một nhân vật nổi tiếng đúng, nhưng nó là phim hoạt hình. Làm gì phải mặc niệm hả? Thôi đủ rồi nha. À, em tên Quỳnh Trấn Thành đúng không? Dạ đúng rồi thầy, em tên Quỳnh Trấn Thành á. Tôi với chị phải đứng lên mặc niệm Quỳnh Trấn Thành một tiếng đồng hồ. Mặc niệm gì? Chia buồn em đã bị rớt.